Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu xanh đan hở ngón quai ngang cho bé như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông. Ở đây mình dùng hai màu, màu xanh mình dùng để móc thân của dài và màu trắng mình dùng để móc đế và cái viền. Kim móc mình dùng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len. Đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn, và các phụ kiện đi kèm như nút và kim khâu. Đầu tiên các bạn dùng màu trắng móc cho mình một mặt đế dài len. Ở đây mình có móc sẵn một mẫu mặt đế dài len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân và viền của dài. Tiên thì chúng ta sẽ đo cái phần hở mũi của cái chiếc giày là cái phần này. Thì các bạn tính cho mình từ cái chân móc thứ hai của cái mũi chậm đầu tiên của mặt đế. Đây là mũi chậm đầu tiên của mặt đế. Đây là chân móc thứ nhất. Đây là chân móc thứ hai. Các bạn tính từ cái chân móc này. Các bạn gập đôi mặt đế lại. Sau đó các bạn gióng sang cái chân móc này và cái chân móc này là hai cái chân móc đối diện nhau. Chúng ta đánh dấu. Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân móc này. Móc và kéo len qua chân móc. Móc cho mình hai mũi móc xích. Tiếp đến móc vào cái chân móc vừa móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Lưu ý là ở đây có hai cái chân móc nè. Các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía trong này. Móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp cho mình lần lượt mỗi chân móc là một mũi kép đơn, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài này cho mình. Móc vào cái chân ở phía ngoài. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy cho đến cái mũi mà chúng ta đánh dấu ở phía bên này. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong các mũi nửa kép đến cái mũi mà chúng ta đánh dấu ở phía bên này thì các bạn cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Làm tương tự như vậy, các chân móc này các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Tiến hành quay ngược đầu móc lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc lên được 3 hàng móc thì chúng ta tiếp tục móc cái phần quai ngang của chiếc giày. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc thứ nhất của cái phần quai ngang, các bạn móc cho mình 9 mũi kép đơn ở 9 chân móc. Sau khi móc được 9 mũi móc như thế này thì các bạn tiến hành móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Ba chân móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân móc là 1 mũi nửa kép. Ba chân móc còn lại móc cho mình mỗi chân móc là 1 mũi móc đơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái hàng thứ hai của cái phần quai ngang này. Tiếp tục chúng ta móc cái hàng quai thứ ba. Các bạn cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc vào chín chân móc, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn.
Sau khi móc xong hàng thứ ba thì các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ tư này các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như hàng thứ hai của cái phần quai. Tức là 3 mũi kép đơn. Kế tiếp là 3 mũi nửa kép. Và cuối cùng là 3 mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc thứ 5 và cũng là hàng móc cuối cùng của phần quai, các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng móc thứ 5, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần thân giày màu xanh như thế này. Bây giờ các bạn tiến hành móc cái phần viền của chiếc giày. Ở đây mình sẽ dùng màu trắng để móc cái phần viền của chiếc giày. Các bạn đâm kim qua chân móc đầu tiên này cho mình. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép. Chân móc kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Các chân móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép cho đến cái chân ở phía bên này. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Sau khi móc các mũi nửa kép đến cái mũi cuối cùng này thì các bạn móc vào cái chân móc này cho mình. Cái chân móc đầu tiên của cái hàng thứ nhất của cái phần quai. Móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn. Tiếp theo móc vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ hai này. Đây. Móc vào đây 2 mũi móc đơn. Cũng làm tương tự như vậy, các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ ba 2 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên của hàng móc thứ tư 2 mũi móc đơn. Ở cái mũi đầu tiên của hàng móc cuối cùng, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó các bạn gây nên một mũi móc xích. Móc tiếp vào đó cho mình một mũi móc đơn. Các mũi móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình mỗi mũi móc là một mũi móc đơn. Ở cái chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc cuối cùng này 2 mũi móc đơn. Ở cái phần này chúng ta có xen kẽ mũi kép đơn và mũi đơn, mũi kép đơn và mũi đơn nó xen kẽ nhau, cho nên các bạn sẽ móc vào cái chân mũi móc đơn này cho mình, móc vào đây một mũi móc đơn. Cái chân móc thứ hai này các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Kế tiếp chân móc này móc cho mình một mũi móc đơn. Và chân móc kế bên này móc cho mình 2 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc này móc cho mình 2 mũi móc đơn. Ở cái phần thân này chúng ta vẫn làm tương tự giống như là cái phần ở bên này. Là mỗi chân móc các bạn đều móc cho mình 2 mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân móc ở phía dưới. Ở cái chân móc này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài này. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép.
Sau khi móc đến cái chân mũi cuối cùng này thì các bạn cũng tiến hành móc lên cho mình cái phần thân này, móc vào chân móc đầu tiên này, hai mũi đơn. Tiếp theo chân kế bên này, hai mũi đơn. Chân cuối cùng này móc cho mình hai mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc này, móc cho mình một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Sau đó các bạn dùng keo nến dán cái phần mặt đế xốp này vào trong cái đế len của chiếc giày và tiến hành may nút. Sau khi dán đế và may nút hoàn tất thì chúng ta sẽ được một chiếc giày cứng cáp như thế này. Chúc các bạn thành công!